Hello, xin chào toàn thể anh em đã tới với kênh Đồng Hồ Cổ The Channel Đức Kyo. Và trong cái phiên video YouTube ngày hôm nay, bên em sẽ lên tổng thể một loạt 11 mẫu sản phẩm để tri ân cho các bác. Chào mừng ngày đại lễ kỷ niệm 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Và hôm nay thì 11 mẫu đồng hồ hôm nay em lên thì gọi là quá xuất sắc luôn các bạn, toàn hàng tuyển. Rất đẹp và cực kỳ chất lượng. Bên shop mất rất là nhiều công sức để sưu tầm và lên YouTube giới thiệu với tất cả anh em. Hy vọng là mọi người sẽ đón chào và ủng hộ nhiệt tình cho kênh Đồng Hồ của Đức Kyo bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh phía dưới nhá, để nhận những cái buổi livestream của shop, những cái buổi video của shop. Và chiếc đồng hồ đầu tiên hôm nay em giới thiệu với các bác ạ, một chiếc đồng hồ Rado. Một chiếc đồng hồ Rado thương hiệu Thụy Sĩ cổ. Các bác đã được chiêm ngưỡng một chiếc đồng hồ Rado, một mã đầu tiên trong buổi video ngày hôm nay. Rado dòng Greenshore các bác ạ, dòng Greenshore. Hai ngựa xanh nhá. Logo hai ngựa xanh. Ba kim, một ô click cóc 3 giờ. Em này phiên bản đặc biệt, phiên bản cực độc, mặt kịch độc, mặt trắng tia, kết hợp các cọc số hình chữ nhật dọc. Đấy, hình chữ nhật đặt ngang và những cái cọc hình con thoi. Đấy, rất là đẹp các bác ạ, thiết kế một quả mặt gọi là ác tỷ luôn. Đấy, chiếc Rado size 38, có size 38. Vỏ toàn thân là thép inox sáng bóng không gì. Đáy logo hai ngựa. Chiếc này chạy bộ máy cơ automatic dòng 30G. Máy cơ auto 30 chân kính. Đấy, zin nguyên bản, chỉ trừ dây và khóa thôi. Mặt thì gọi là cực độc rồi. Đấy, một mã Rado gần như là hàng sưu tầm đỉnh cao. Đấy, các bác có thể chơi đồng hồ nhưng mà chưa chắc các bác đã nhiều bác đã có thể nhìn thấy mẫu sản phẩm này bên em. Và chiếc Rado mã số 1 ngày hôm nay shop để cho các bác là 6.200.000. Đấy, những cái mã tri ân nhá, 11 mẫu hôm nay em lên toàn là mã tri ân khách hàng trong dịp đại lễ 30 tháng 4. Mã số 1 cho em ạ, 6.200.000 cho chiếc Rado. Đấy, các bác quan tâm liên hệ qua hotline, bài viết trên YouTube em để nhá. Và tiếp theo một chiếc đồng hồ thứ hai. Một chiếc đồng hồ thứ hai. Đấy, giới thiệu với các bác một chiếc đồng hồ. Đấy, một thương hiệu Oscar. Oscar những giải danh giá lừng lẫy trên thế giới. Đấy, một cái thương hiệu mà đồng hồ Thụy Sĩ. Đấy, chạy máy cót tay 17G. Em này chạy máy cót tay 3 kim 1 ô click cóc 3 giờ. Oscar 17 rubis, 17 viên chân kính trong bộ máy. Phần vỏ bọc vàng các bác ạ, vỏ bọc vàng, đáy là thép inox. U rồi ôi, chiếc này thì độ mới hoàn hảo luôn nhá các bác, không một vết. Đáy còn nguyên tem. Nước bọc vàng còn rất là mới và sáng, lúm zin logo thương hiệu Oscar. Đấy, các bác nhìn chiêm ngưỡng cho em chiếc đồng hồ này nhá. Đấy, kiểu dáng form vuông cổ điển. Đấy, máy cót tay 2 kim. Độ mới hoàn hảo, dĩ nguyên bản. Đấy, một chiếc đồng hồ Oscar. Đấy là những cái dòng đồng hồ danh giá lẫy lừng trên thế giới. Đấy, em này có size mặt là 29 x 29 form vuông. Đấy, rất là kỹ, rất là chi tiết cho các bác rồi. Một chiếc đồng hồ Oscar. Đấy, hoài cổ, mang kiểu dáng nghệ thuật form vuông. Size 29 x 29. Các bác chốt chiếc đồng hồ Oscar mã số 2. Hiện tại đang bán ở shop với giá là 2.200.000 ạ. Chỉ có hơn 2 triệu thôi. Các bác cũng sở hữu trên tay một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ cổ. Đấy, giá trị thời gian cũng như là giá trị sưu tầm cao, rất là mới nhá. Đấy, mã số 2 cho em, 2.200.000 cho chiếc đồng hồ Oscar. Và chiếc đồng hồ thứ 3 lên giới thiệu với các bác ạ. Đấy, một em Bulova. Ui dồi ôi, Bulova hoài cổ Thụy Sĩ đã đẹp rồi các bác ạ, mặt lại kịch độc, mặt phiên bản đồng hồ cát vân sáng bóng nhá, vân sáng bóng, vân nhám. Đấy, khi các bác quay hướng này thì sẽ là đồng hồ cát dọc, các bác quay nghiêng thế này là thành đồng hồ cát ngang. Một phiên bản cực kỳ độc, một thương hiệu Bulova chính hãng của Thụy Sĩ, dòng cơ cổ, sản xuất những thập niên 5 196X.
Em này vỏ bọc vàng 10k gold fill toàn thân. Bọc vàng 10k gold fill toàn thân. Đấy, toàn thân nhá. Đáy đấy, đáy sáng bóng đấy, để soi gương được luôn các bác ạ. Đấy, chiếc đồng hồ công dụng để soi được gương luôn. Lúm jean có logo, một phiên bản Bulova cót tay. Đấy, chiếc này size mặt là 34, đấy, rất là to, size to. Các cọc số mũi giáo kết hợp cọc số học trò. Đấy, cho một chiếc đồng hồ cổ, đấy, tất cả hoàn hảo, nguyên bản. Đấy, bên em bán có bảo hành, có cam kết cho các bác chiếc đồng hồ này nhé. Tất cả mọi sản phẩm bán hàng cho các bác. Đấy, nếu như các bác mua về có trục trặc gì cứ liên hệ lại với shop. Chiếc Bulova kịch độc hiện đang bán ở shop với giá là 4.300.000. 4.300.000 cho mã số 3, cho chiếc đồng hồ Bulova. Đấy, quá đẹp nha các bác. Hôm nay em lên rồi, toàn hàng tuyển, 11 mẫu đồng hồ tuyển. Đấy, hy vọng là các bác sẽ chọn cho mình được những chiếc đồng hồ ưng ý. Đấy, những cái sản phẩm tốt chất lượng để đeo trong dịp kỳ nghỉ lễ Tết này. 4.300.000 cho mã số 3, chiếc Bulova. Em lên một chiếc đồng hồ thứ tư. Một cái thương hiệu phải gọi là đỉnh cao, thuộc top những chiếc đồng hồ đáng chơi và đáng sưu tầm tại Việt Nam nha các bác. Một thương hiệu Longines. Chắc hẳn là các bác cũng không lạ lẫm gì với chiếc đồng hồ Longines rồi. Longines Amido 5 sao đại tướng quân. Một phiên bản dòng 3 kim với một ô cửa lịch. Mặt hai lòng các bác ạ, mặt hai lòng thiết kế các cọc số mạ vàng. Cọc số mạ vàng đôi, cọc số tia. Longines Automatic. Chạy bộ máy cơ auto. Các bác nhìn đấy. Toàn hàng tuyển. Những mẫu đồng hồ tại shop toàn những hàng, toàn những mẫu tuyển chất lượng nhá. Chiếc Longines 5 sao đấy, xuất xứ những thập niên năm 1960. Size mặt của em này là 35 ạ. Size 35 nhá. Các bác nhìn cho em này cái phần nước vỏ, nước vàng đấy ạ. Còn rất là mới luôn. Đấy, sáng bóng, không bong chóc, không xước sát. Bọc vàng 10k gold fill. Có triện trên phần vỏ đấy nhá các bác. 10k gold fill. Đấy. Đấy, jean nguyên bản cho em. Máy móc ok, chạy ổn định. Đấy, một chiếc đồng hồ đáng chơi và sưu tầm ạ. Chiếc Longines ngày xưa. Cái mẫu Longines này ngày xưa gọi là dòng 5 sao đại tướng quân nha các bác. Chỉ dành cho các cái tướng để đeo thôi. Đấy. Các cái tướng lĩnh đeo. Đấy. Chiếc Longines này hiện tại đang bán ở shop với giá là 12 triệu 500 nghìn ạ. 12 triệu 500 nghìn cho chiếc Longines nhá. Đấy. Mã số 4. 12 triệu 500 nghìn. Đấy. Ok chưa các bác? Đấy. Mới đi qua rất ít chặng đường thôi, còn rất là nhiều những cái mẫu đồng hẹp. Và đây giờ là mẫu đồng hồ thứ 5 bên em lên. Đấy, giới thiệu với các bác một chiếc đồng hồ thương hiệu Thụy Sĩ mang tên Aurelio. Đấy, các bác nhìn cho em ạ. Các bác hãy nhìn và chiêm ngưỡng mẫu đồng hồ này đi ạ. Aurelio. Ui dồi. Quả mặt cực độc này các bác. Đấy, mặt vàng vân. Đấy, mặt vàng vân lụa vải nhá. Đấy, mặt dial thiết kế trục tung hoành tạo điểm nhấn. Chiếc này chạy máy cót tay, chạy bộ máy lên cót tay, kim rốn đang chạy ở bon ở phía dưới. Cái phần liềng bọc vàng phân phay này các bác. Đấy, các bác nhìn nhá, xung quanh phần viền, phần liềng của nó em nó này, đẹp chưa? Liềng bọc vàng vân phay. Đấy, đỉnh cao. Các cọc số hình chữ X nha các bác, hình chữ X này. Đấy. Khắc rất là sâu. Đấy, khắc rất là sâu, nổi bật trên nền mặt. Một thương hiệu Aurelio đỉnh cao của Thụy Sĩ các bác. Em này size mặt là 34 nhá. Size mặt là 34, chạy dòng bộ máy cót tay 17G. Đấy, dòng slim fit, đây là cái các bác nhìn cho em cái phần vỏ của nó ạ, nó rất là mỏng. Phần vỏ rất là mỏng. Chiếc Aurelio. Đấy, đẹp tuyệt vời, xuất sắc, độ mới hoàn hảo, mặt kịch độc. Đấy, để tìm kiếm được chiếc đồng hồ thứ hai như thế này là rất khó nha các bác. Đấy, mà bên em để giá cực tốt cho các bác luôn. Đấy, ngày hôm nay, mã số 5, Aurelio được bán tại shop với giá là 2.800.000. 2.800.000 cho mã Aurelio. Đấy, các bác quan tâm, tham khảo liên hệ với hotline, số điện thoại trên bài viết. Đấy, sẽ có người trả lời tư vấn cho các bác. Aurelio mã số 5 với giá là 2.800.000.
Tiếp theo đây, một chiếc đồng hồ mã số 6. Mã số 6 các bác ạ. Một chiếc đồng hồ Bonzot. Thụy Sĩ đi qua thì những chiếc đồng hồ Nga lại tới, và một chiếc đồng hồ Bonzot Made in USSR, ngoài cổ chính hãng của Nga. Những cái phiên bản nó rất là đẹp các bác ạ. Đấy. Vỏ bọc vàng nhá, không bong chóc, không xước sát, gần như nước vàng còn mới tinh. Đấy là thép inox. Em này size mặt là 34.5 ạ. Đấy, 4 chân càng các bác nhìn nhá, rất là dài, 4 chân càng to. Đấy, thẳng. Đấy, tạo điểm nhấn cho chiếc đồng hồ Bonzot này. Càng nhìn càng mê các bác ạ, càng thấy cái vẻ đẹp hoài cổ của em nó. Đấy, lên tay thì chắc chắn là quá đỉnh rồi. Chiếc Bonzot chạy bộ máy cơ có tay 17G nhá. Mặt zin nguyên bản các bạn, mặt dial màu trắng zin nguyên bản. Đấy, 3 kim, một không có ô cửa lịch, các cọc số mạ vàng tia. Đấy, đẹp gần như là xuất sắc luôn này các bác. Em lên toàn hàng tuyển nhá. Đấy, các bác đã xem những cái video trước đấy, của shop thì các bác đều biết rồi. Hàng em chỉ chọn hàng tuyển, hàng đẹp em mới lên, hàng xấu em không bán. Đấy, mà lại giá lại rất là hợp lý với các bác luôn. Các bác vừa về vừa chơi, giao lưu làm thương mại. Đấy, rất là hay. Đấy, cực kỳ văn minh. Đấy, các bác chốt chiếc đồng hồ Bonzot mã số 6. Hiện tại đang bán ở shop với giá là 1.500.000. 1.500.000 cho mã số 6 cho chiếc Bonzot nhá. Đấy, gần như là xuất sắc các bạn, không một vết. Không một vết, đồng hồ không dây, mai sẽ hỗ trợ lắp dây cho các bác. Hỗ trợ có dây. Mã số 6 cho chiếc Bonzot là 1.500.000. Em lên cho các bác thêm một chiếc đồng hồ phải gọi là đẹp phê quên sầu luôn này. Đẹp phê quên sầu chưa? Những cái chiếc đồng hồ cổ với những cái thiết kế kiểu dáng ngợi đầy nghệ thuật. Ngày nay thì những chiếc đồng hồ đời mới họ sản xuất không thể nào mà cái mẫu mã nó đẹp được như những chiếc đồng hồ cổ được nha các bác. Đấy, kể cả về những cái thiết kế luôn. Một chiếc đồng hồ thương hiệu của Đức nha các bác. Đấy, Nga đi qua thì Đức lại đến. Một em đồng hồ thương hiệu UMF Rula Romla, chạy máy có tay 15 rubis, 15 chân kính. Đấy, trước này đồng hồ này bộ cặp bộ kim số là dạ quang. Đấy, có kim dây có tay phía dưới này các bác, máy có tay 2 kim nhá. Đấy, kim dây đang chạy bon bon phía dưới. Đấy, các bác thấy đẹp chưa? Đấy, một thương hiệu của Đức. Đấy, thiết kế hoài cổ, mặt ba lòng, mặt trắng. Đấy, lòng trong là màu trắng, lòng ngoài màu đen, ở ngoài cùng là lại là màu trắng, các cọc số mạ vàng tia. Một thiết kế kiểu dáng cổ điển nghệ thuật. Em này vỏ bọc vàng toàn thân. Đấy là thép inox. Vậy bọc lacke 20 micron nha các bác, lacke 20 micron. Đấy. Trước này độ mới hoàn hảo các bác ạ, cũng không một vết. Không một vết nào luôn. Đấy. Size mặt là 34. Size 34 cho chiếc đồng hồ một thương hiệu cổ của Đức. Đấy. Cũng là một thương hiệu rất đáng chơi và sưu tầm. Bác nào chốt mẫu đồng hồ này lên cho em ạ, mã số 7 nhá. Mã số 7 cho chiếc đồng hồ Rumla của Đức. Để cho các bác hiện tại đang bán ở shop với giá là 1.900.000. 1.900.000 cho em mã số 7. Đấy, những cái mẫu đồng hồ mà em lên toàn đẹp các bác ạ, gần như là nguyên bản mới tinh nhá. Đấy, mà có hơn 1 triệu đến hơn 2 triệu thôi. Các bác không chơi hơi phí luôn. Đấy, đảm bảo là những cái video em đăng lên YouTube, em có những cái mẫu mà đấy, các bác gọi đến 20-30 cuộc điện thoại. Đấy, các bác chỉ thích cái mẫu đấy bên em, mà đồng hồ cổ thì chỉ có một mẫu thôi các bác, không có nhiều nhá. Bác nào cứ thích mẫu nào nhanh tay liên hệ với shop để đặt hàng luôn, để chốt luôn những cái mẫu đồng hồ này ạ. Em lên một chiếc đồng hồ mã số 8. Mã số 8 lại là một chiếc đồng hồ Bonzot. Bonzot kiểu dáng cổ điển của Nga, mặt vàng mỡ gà ánh tia lên xuất sắc tuyệt vời quá. Em này độ mới cũng hoàn hảo ạ. Để mà khẳng định với các bác là độ mới thì nó mới như là những chiếc đồng hồ đấy, chưa sử dụng bao giờ. Những chiếc đồng hồ chỉ để trong tủ trưng bày, trong bộ sưu tập thôi đấy. May mắn còn sót lại mua được của các bác Tây. Em Bonzot này size mặt là 34.5 đấy, mặt vàng tia mỡ gà, bộ kim cọc mạ vàng đấy, chấm đá đen ở phía dưới, cách điệu nghệ thuật này các bác đấy. Cái lớp vỏ bọc vàng nó mới đấy, bóng sáng luôn, đáy còn nguyên cả tem. Các bác phải hiểu là cái chiếc đồng hồ này độ mới nó hoàn hảo đến cỡ nào rồi. Đấy. Để không phải chờ các bác đợi lâu, em báo giá luôn.
chiếc đồng hồ Bonzot mã số 8 hiện tại đang bán ở shop với giá là 1.700.000. 1.700.000 cho em mã số 7 nhá. 1.700.000 cho chiếc đồng hồ mã số 8 ạ. Đấy, Bonzot. Những cái mẫu đồng hồ không có dây, bên em sẽ lắp dây cho các bác nhá. Dây là dây tốt, dây đấy, dây cao cấp đi kèm với đồng hồ tốt về các bác đeo. Đẹp chưa các bác? Xuất sắc tuyệt vời nhá. Một chiếc Bonzot hoài cổ nguyên bản độ 10 nó còn lại giữ được cái vẻ đẹp trong trắng tinh khôi thuần khiết như thế này là rất là khó rồi. 1.700.000 cho mã số 8 cho chiếc Bonzot hoài cổ của Nga. Đấy. Và sau đây những chiếc đồng hồ Nga đã đi qua thì em sẽ lên cho các bác những cái mẫu đồng hồ cao cấp hơn. Những cái mẫu đồng hồ cao cấp hơn. Lại là một chiếc đồng hồ Bulova. Quá quen thuộc rồi các bác ạ, không lạ lẫm gì, quá quen thuộc rồi. Bulova Swiss Made. Đấy, chính hãng Thụy Sĩ, dòng Vintage Watch. Chiếc này vỏ vàng núc nguyên khối 14 carat gold. Đây, các bác nhìn đây, em có zoom kỹ lại cái phần triện chỉ số 14 carat gold ở đây nhá. Đấy, toàn bộ cái phần niềng vỏ là vàng đúc nguyên khối 14 carat gold. Chiếc này chạy bộ máy cơ automatic. Automatic. Đấy, size mặt là 34 các bác ạ, một size rất là form lý tưởng có cho chiếc đồng hồ cổ. Đấy, niềng, các bác nhìn này ạ, cái phần niềng vàng, vàng đúc 14K nhưng lại là vàng, lại vàng vân khía nhá các bác, vân khía xoáy này. Đấy, xoáy quanh viền. Điểm nhấn của chiếc đồng hồ này là ở cái phần niềng này nhá các bác. Các bác nhìn này cho em ạ. Không phải là vàng trơn mà là vàng thiết kế vân xoáy rất là đẹp. Đấy, chiếc này độ mới thì phải gọi là hoàn hảo, cũng không một vết. Các bác thấy ạ, đồng hồ bên shop đẹp chưa? Chất lượng chưa ạ? Đấy, hy vọng là cái video clip này sẽ đấy, sẽ làm thỏa mãn cái niềm đam mê, cái niềm yêu thích những cái mẫu đồng hồ cổ của các bác. Em nhìn đây em còn phải nghiện nữa là các bác thì không thể nào tránh được rồi. Đấy, quá đẹp các bác ạ, bốn chân càng cũng nghệ thuật. Nhỏ gọn, quặp ôm tay. Chiếc Bulova mã số 9 hiện tại đang bán ở shop với giá là 14 triệu đồng. 14 triệu đồng cho chiếc vàng đúc 14 carat gold. Các bác ơi, đấy, giá quá tốt rồi ạ, giá rất là tốt này các bác ơi. Đấy, đồng hồ với em nó đẹp thật sự các bác, nó nguyên bản thật sự. Đấy, hàng mua từ bên nước ngoài về, không phải là hàng trôi nổi trên thị trường. Đấy, các bác nhìn đây nhá, hàng tuyển mà. Đấy, 14 triệu cho chiếc Bulova. Đấy, chắc chắn là sẽ làm hài lòng những các bác khó tính nhất, mọi các bác khó tính nhất. Đấy, 14 triệu cho chiếc Bulova mã số 9 ạ. Các bác thấy vui chưa? Các bác thấy được vui khi xem những cái video clip tại shop đồng hồ Đức Kio. Và em xin phép lên một chiếc đồng hồ mã số 10. Mã số 10. Một chiếc đồng hồ Rado. Rado Cosmos Travel V202. Đấy. Hôm trước em đã lên một chiếc đồng hồ Rado này rồi. Đấy. Và bán rất nhanh. Một bác ở trong Sài Gòn, bác gọi điện chuyển khoản chốt rất nhanh. Đấy. Nhưng các bác sau gọi liên tục đã hết cơ hội rồi. Hôm nay em lại về thêm một mẫu nữa. Mẫu này cũng rất là đẹp. Đấy. Độ mới hoàn hảo nha các bác. Đấy. Chiếc Rado Cosmos Travel. Mặt trắng vân kẻ sọc. Mặt trắng vân kẻ sọc. Đặc biệt chiếc này size mặt là 37.5 các bạn. Một phiên bản size rất là to. Đấy, size mặt là 37.5. Vỏ bọc vàng, đáy là thép inox có logo hai cá. Một chiếc đồng hồ Rado rất là chất lượng, phải gọi là đẳng cấp các bác ạ. Các bác đeo chiếc đồng hồ này lên tay ạ, rất là nhiều người sẽ phải khen ngợi trầm trồ đấy. Đấy, bảo các bác chơi đồng hồ chất quá, đẹp quá. Đấy, cho các bác chơi cùng với. Chiếc này size rất là to rồi. Đấy, trên nền mặt số này các bác, mặt dial dòng Cosmos Travel. Các cọc số các bác nhìn, các cọc số vuông, thiết kế những cái vân gai nhá. Những thiết kế những cái vân gai tạo điểm nhấn cho chiếc đồng hồ Rado. 3 kim, 1 ô cửa lịch, mỏ neo xoay, mọi chức năng hoạt động tốt. Chiếc Rado cổ Swiss Made chính hãng của Thụy Sĩ với những thập niên sản xuất năm 1996X. Chắc chắn là sẽ lại làm hài lòng những quý khách hàng thân yêu tại shop. Đấy, các bác đeo chiếc đồng hồ này trên tay, các bác đi vòng quanh thế giới nhé. Đây là một chiếc đồng hồ Rado phiên bản vòng quanh thế giới luôn.
Đấy, hiện tại chiếc Marado mã số 10 đang bán ở shop với giá là 6.500.000, 6.500.000. Chốt cho em mã 65. Đấy, số điện thoại hotline, Zalo có trên bài viết, các bác cứ chủ động liên hệ qua. Đấy, shop sẽ có nhân viên tư vấn cho các bác nhé. Mã số 10 hiện tại đang bán ở shop là 6.500.000. Mã số 10, 6.500. Và chiếc đồng hồ cuối cùng. Và chiếc đồng hồ cuối cùng trong phiên video ngày hôm nay. Đấy, một chiếc đồng hồ Titoli nha các bác. Titoli. Các bác nhìn cho em và chiêm ngưỡng chiếc đồng hồ Titoli. Titoli Spec Star. Với phiên bản vỏ toàn thân là thép inox. Titoli Spec Star chạy bộ máy cơ automatic 25 Joule, một viên đá ở góc 6 giờ. Đấy, các cọc số đính đá kết hợp cọc số tia trắng. Đấy, cọc số tia trắng rất đẹp. Chạy bộ máy cơ auto 3 kim 1 ô cửa lịch. Đấy, chiếc Titoli size cũng rất là to các bác ạ, size 355. Size mặt là 355. Đấy, em lắc cho nó chạy nha các bác, đồng hồ để không đeo hết cót ạ. Đấy, size 35.5. Một chiếc Titoli hoài cổ với kiểu dáng phiên bản. Đấy, to đẹp, chân càng nhỏ gọn cọc ôm tay. Đấy là thép inox với logo thương hiệu Titoli Spec Star. Đấy, ngôi sao ở không trung. Đây ạ, ngôi sao. Đấy, bông hoa. Ở trong bông hoa là một ngôi sao ở trong không trung giữa vũ trụ. Một chiếc Titoli, một thương hiệu cao cấp của Thụy Sĩ nha các bác. Một thương hiệu quá là cao cấp rồi, đúng không ạ? Và chiếc đồng hồ này chạy bộ máy Roto Automatic 25G. Đấy, xuất xứ những thật niêm năm 196X. Mã số 11 cũng là mã số cuối cùng trong cái video YouTube ngày hôm nay. Bên em lên giới thiệu với các bác, gọi là một cái video từ trước đến giờ. Đấy, chất lượng nhất từ trước đến giờ. Dài hơn 20 phút để giao lưu với các bác 11 mẫu đồng hồ. Đấy, dài rất kỹ và rất là chi tiết cho các bác. Chiếc Titoli này hiện tại đang bán ở shop với giá là 3.600.000. 3.600.000 cho chiếc Titoli này. Đấy, mã số 11, 3.600.000 nhá. Đấy, cũng là mã số cuối cùng trong cái buổi video YouTube ngày hôm nay. Đấy, bên em like rất là kỹ, review rất là kỹ cho các bác nhá. Đấy, cái mẫu sản phẩm tại shop. Hy vọng là các bác sẽ ưng ý và sẽ chọn được cho mình những cái mẫu đồng hồ chất lượng. Đấy, các bác liên hệ qua hotline. Đấy, hoặc là Zalo nhá, sẽ có người chụp ảnh kỹ cho các bác về hình thức, độ mới của đồng hồ, về máy móc. Đấy, ok thì các bác lựa chọn phương thức giao dịch thanh toàn với shop sau. Đấy, bây giờ bên em xin phép là dừng cái buổi video YouTube ngày hôm nay ở đây. Đấy, chúc các bác thật nhiều sức khỏe, thật là nhiều may mắn, niềm vui trong công việc, và nghỉ lễ đi chơi gia đình hạnh phúc nhá. Đấy, bên em xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong video clip sau. Đấy.